Xin kính chào quý cô bác anh chị. Hôm nay em Tâm xin chia sẻ về cái thông tin trên cái lon sản phẩm Alpha Lipid là này. Gia đình em đang sử dụng gần 4 năm qua cũng như đang hợp tác kinh doanh cùng tập đoàn Nubay. Thì một cái sản phẩm có bề dày lịch sử gần 40 năm trên thế giới và về Việt Nam thì gần 10 năm. Thì chắc hẳn quý cô bác anh chị cũng đã từng nghe hoặc nhìn thấy ở đâu đấy về cái thông tin của sản phẩm. Thì để bảo vệ sức khỏe thì chúng ta phải tìm rõ nguồn gốc trước khi sử dụng. Vậy thì hôm nay em cũng muốn chia sẻ cho cả nhà rõ hơn, để khi mình có nghe ai đó nói nhưng mình phải là người gì tìm hiểu. Thì lon sản phẩm gồm có 3 mặt một đáy. Thì trước hết là mặt tiền. Mặt thứ nhất là mặt tiền thì em đây là cái logo của công ty Nubay, và đây là Alpha Lipid là tên sản phẩm cũng là tên công nghệ, và TM là độc quyền trên thế giới, cho nên cái sản phẩm Alpha Lipid này có công nghệ độc quyền, không có sao chép được. Và food là thực phẩm bổ sung dinh dưỡng hàng ngày, thì đã là dinh dưỡng thì cũng như cơm gạo của chúng ta ăn hàng ngày. Thì đây là hình 4 người đại diện cho mọi người thành viên trong gia đình đều sử dụng được, cũng như gia đình em từ ông bà già 90 cho trẻ con em sử dụng từ hơn 1 tuổi thì đến bây giờ vẫn sử dụng và chọn cho mình sử dụng hành trình suốt cuộc đời để bảo vệ sức khỏe. Và collagen là thành phần sữa non, sản phẩm Alpha có chứa hàm lượng thành phần sữa non, và lactobacillus và bifidobacterium là hai cái chủng lợi khuẩn ruột non và ruột già. Và khối lượng tịnh là 450g trên một hộp. Và đây là lá dương sĩ biểu tượng của quốc gia New Zealand, một cái sản phẩm được in biểu tượng chỉ khi đạt chất lượng để đại diện uy tín của cái đất nước đó đi khắp thế giới ha. Và mặt thứ hai là các thành phần dinh dưỡng được in 3 ngôn ngữ, thì tiếng Anh, tiếng Trung là tiếng thông dụng trên toàn thế giới. Và tiếng chính giữa này, đây là nước sở tại. Thì những cái sản phẩm mà nhập về Thái Lan thì sẽ có chữ Thái Lan. Ở đây thì các cái thành phần dinh dưỡng có rất là nhiều thành phần, đầy đủ các cái thành phần, nhưng có một cái thành phần giúp chúng ta phòng chống được rất là nhiều vấn đề cũng như bản thân em, đó là cái thành phần kháng thể. Cái thành phần kháng thể có hàm lượng rất là cao, thì một lần uống 150ml nước rồi thì sẽ đã cho chúng ta là 300mg kháng thể, tương đương một hộp thì có 8.400mg kháng thể. Và cũng 150mg nước, tương đương một muỗng rưỡi thì cho chúng ta 1.000mg canxi ion và 1 tỷ lợi khuẩn và đầy đủ vitamin khoáng chất để bảo vệ cái cơ thể của chúng ta một cái cách toàn diện nhất. Và mặt thứ ba là đây là địa chỉ hai nhà máy tại đất nước New Zealand, thì cái sản phẩm Alpha được đóng nguyên lon nguyên kiện tại đất nước New Zealand và nhập khẩu bởi công ty Ảnh Mới số 8 phường Bến Nghé, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, và phân phối độc quyền bởi công ty Nubay Việt Nam số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Cao, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Và cái cách hướng dẫn sử dụng thì chúng ta trước khi sử dụng chúng ta nên lắc thứ nhất là trộn đều dinh dưỡng, bởi vì cái sản phẩm Alpha có cái hàm lượng canxi rất là cao, và canxi ion thì là dạng nước cho nên rất là nặng, thì để từ từ nó sẽ lỏng xuống ở dưới, thì chúng ta phải trộn đều và cũng đồng và cũng để lấy cái muỗng lên. Khi mà chúng ta đối với một người trưởng thành thì chúng ta lấy 150ml nước nguội hoàn toàn, tương đương với 1.5 muỗng sản phẩm Alpha, bỏ vào thì chúng ta đầy nắp lại
và đậy nắp kín cái này, và cũng đậy nắp kín bằng cái lắc ly lắc. Thì chúng ta sẽ lắc đều, lắc khi nào lắc thấy chiều thẳng đứng, khi nào thấy đồ sánh mịn sệt thì chúng ta uống ngay. Và không có, vì cái sản phẩm alpha không có chất bảo quản nên chúng ta không để được lâu ha, pha xong là chúng ta uống liền. Và bảo quản thì nơi thoáng mát, không để cúp xe, không để ánh nắng mặt trời chiếu vào, và không để ở trên nóc tủ lạnh, cũng không để bếp ga. Rồi đây là cái biểu tượng, cái biểu tượng màu đỏ là biểu gọi là nhà sản xuất khuyến cáo là không được tái sử dụng cái vỏ lon, để tránh tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Bởi vì cái sản phẩm alpha giờ bây giờ không có bán trên mạng, cũng như không bán trưng bày cửa hàng, nhưng đã rất nhiều người chưa hiểu được về cái giá trị của kháng thể thì cứ tìm mua ở trên mạng và tìm mua ở những cái cửa hàng, thì đó là những cái hàng không phải hàng của công ty ha. Và đặc biệt chúng ta cũng nên để ý về cái giá trị của cái sản phẩm mà chúng ta phải bảo quản thế nào thì mới có giá trị. Bởi vì cái sản phẩm alpha là cái sản phẩm có chứa hàm lượng kháng thể rất là cao, thì ở nếu mà nhiệt độ cao thì chúng ta cũng không có bảo toàn được cái hàm lượng kháng thể, thì sẽ không còn chất lượng. Đó. Và đây là cái dấu Hala, sản phẩm sạch trên toàn cầu và người đạo Hồi có thể dùng được. Và đây là mã truy xuất nguồn gốc mà chúng ta có thể dùng Zalo để quét lên, để chúng ta thấy được cái nguồn gốc là từ New Zealand bằng tiếng Anh, và cũng như là cái cách hướng dẫn sử dụng và cái chức năng để hỗ trợ. Đó. Và cái đáy lon thì cái hạn sử dụng và ngày sản xuất là 3 năm kể từ ngày sản xuất. Thì cái sản phẩm này thì không thể nào là hết hạn được, bởi vì sản xuất ra là gì? Gọi là vừa đủ để cung ứng thôi. Đó. Và cái ở đây là cái mã bảo hiểm, thì chúng ta cái sản phẩm alpha nó có mã lô, mã lon thì tương đương với mỗi lon sản phẩm nó chỉ có một cái mã lon duy nhất, thì chúng ta có một cái phiếu giao hàng ở đây, cái phiếu giao hàng, thì cái mã ở đây, cái mã ở đây nó phải trùng với cái đại lon ở đây, đây cái mã phải trùng với đại lon, thì đó mới là hàng của công ty New May, cũng như là mới đúng là Alpha Lipid chính hãng. Và đặc biệt trên cái phiếu giao hàng này, ở cái ngày xuất kho cũng là cái ngày rất là quan trọng, nên chúng ta không có thể nào để cho người khác đánh lừa mình một cách dễ dàng. Và ở đây là cái mã để mã bí mật để truy xuất cái nguồn hóa đơn điện tử, cũng như là để chứng thực rằng cái sản phẩm của chúng ta có được cơ quan nhà nước bảo vệ quyền lợi hay không. Đó. Cho nên chúng ta nhiều người nữa là không cần hóa đơn, vì người thân người quen không, em thì bất cứ ai đưa em cũng phải cần, vì mình bây giờ không biết trước được, có thể nhiều lúc nhiều người bán cho các anh chị là gì 10 lon thật nhưng một lon giả là chúng ta cũng đã nguy hiểm rồi, bởi vì bổ sung vào sức khỏe thì không nào chủ quan được cả nhà. Cho nên là sản phẩm alpha các cô bác anh chị dùng có kết quả thì lan tỏa cho anh em, cho bạn bè, và có được chiết khẩu. Đó. Chiết khẩu là công ty chiết khẩu qua mở thẻ nha, chứ không có trực tiếp nha. Nên giá của sản phẩm phải là gì? Đúng giá trên phiếu giao hàng là 1.320.000. Nếu như là một người mới sử dụng thì cộng thêm một cái ly lắc nữa là 20.000 nữa. Đó. Cho nên em sử dụng gần 4 năm rồi, mà em sử dụng, nhà em sử dụng mỗi tháng khoảng 6 đến 7 lon. Vậy nhưng em cũng chưa khi nào em được giảm giá
Chứ khi nào em được giảm giá, em mua có lúc là 30 lon, có lúc là 40 lon, nhưng em cũng phải trả đủ cái tiền trên hóa đơn. Nhưng để chúng ta được chiết khấu thì công ty sẽ tích vào tài khoản của chúng ta ha, không có tiền mặt đó. Thì em rất mong quý cô bác anh chị hãy chọn cho mình một cái sản phẩm alpha bảo vệ sức khỏe chính hãng để có được quyền lợi. Rồi em xin chào và tạm biệt.